Khu căn hộ Glory High Vinhome Grand Park. Glory High là phân khu được ví như là bản sao của The Landmark, thuộc Vinhome Central Park, gồm 5 tòa tháp. Tiêu chuẩn bàn giao nội thất sang trọng mang đến sự lựa chọn linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của người ở. Sở hữu vị trí đắc địa nằm trên trục đại lộ mua sắm Rodeo, đối diện trung tâm thương mại Vincom Megamall. Quảng trường Golden Eagle, từ Glory High dễ dàng di chuyển đến công viên 36 hectare, các trường học nội khu, trường Brighton College. Trạm Depot Vinbus, khu căn hộ Glory High còn giáp đường Phước Thiện ở phía Bắc và đường Nguyễn Xiển ở phía Tây. Ngoài ra, hai bên của dự án còn giáp sông Đồng Nai và sông Tắc ở phía Đông và Nam. Vị trí đặc biệt mang đến siêu view chỉ dành cho giới thượng lưu là quảng trường Golden Eagle, trung tâm thương mại Vincom Megamall, công viên ánh sáng, sông Đồng Nai. Đặc biệt, dự án căn hộ Glory High được mệnh danh là CBD tại CBD của thành phố Thủ Đức khi nằm tại lõi trung tâm Vinhome Grand Park. Glory High dự đoán sẽ là viên kim cương đẳng cấp trong lòng xứ sở cờ hoa mà giới thành đạt đang kiếm tìm. Glory High mang đến chuỗi tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại đại đô thị. Dự án sẽ có khu vực jacuzzi, sông hơi riêng biệt gồm một hồ jacuzzi, một phòng sauna, một phòng sông ướt dành riêng cho nam và nữ và khu vực karaoke gia đình tại tòa GS6 của dự án. Khu căn hộ Glory High sở hữu biểu tượng thương mại đặc quyền và hưởng chọn sự sầm uất của các cửa hàng, trung tâm mua sắm và phố mua sắm Rodeo sầm uất. Ngoài ra, dự án Glory High còn cung cấp hàng loạt tiện ích cao cấp như sân chơi trẻ em chủ đề khủng long, vườn cát thám hiểm, chòi nghỉ trứng khủng long, sân gym ngoài trời, sân yoga, suối bậc cảnh quan. Vườn cọ nhiệt đới San Mariano, đường dạo mạch vòng 400m, ghế nghỉ sân cần mang đến trải nghiệm cuộc sống độc đáo. Riêng tư, sở hữu vị trí vàng ngay cạnh trung tâm thương mại Vincom Megamall và quảng trường Golden Eagle, đối diện công viên 36 hectare, trường học Vinschool. Kế cận trường học Anh Quốc Brighton School và Depot Vinbus mang đến nhiều đặc quyền sống vượt trội cho chủ nhân. Mỗi tòa đều có sảnh và quầy lễ tân được thiết kế sang trọng, đẳng cấp. Đặc biệt, Glory High được trang bị hệ thống LED tiên tiến. Glory High là phân khu độc nhất tại Vinhome Grand Park được trang bị hệ thống đèn LED dọc thân tòa nhà và được ví như The Landmark của Vinhome Central Park. Một biểu tượng chất sống xa hoa của cư dân thành phố Thủ Đức. Mỗi căn hộ Glory High được trang bị ban công kính mang tới sự sang trọng cho ngôi nhà cũng như tạo nên không gian rộng mở và thoáng mát cho gia chủ tận hưởng mỗi ngày. Đặc biệt, tại nhà vệ sinh của căn hộ sẽ được chủ đầu tư bàn giao thiết bị vệ sinh đến từ thương hiệu Duravit danh tiếng. Hệ thống an ninh 5 lớp hoạt động 24/7 bao gồm hệ thống camera giám sát và đội ngũ bảo vệ cơ động vòng ngoài nhằm bảo đảm cuộc sống an toàn tối ưu cho cư dân. Toàn bộ quần thể công trình tiện ích công cộng và cảnh quan cây xanh được duy trì vệ sinh và hoạt động hàng ngày. Đội ngũ chăm sóc khách hàng và quản lý vận hành có kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn Vinhome và được cấp các chứng chỉ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của pháp luật. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ phòng kinh doanh Vinhome để được tư vấn chi tiết. Thông tin bất động sản, alo căn hộ sg.com tư vấn và phân phối.